Xin thân chào tất cả các bạn yêu cờ. Trong video này, em sẽ giới thiệu với các bạn hai trận đấu mới nhất trên đấu trường Thiên Niên Thượng Kỳ. Trận thứ nhất của Vương Thiên Nhất, trận thứ hai của Top 3 Thiên Niên Thượng Kỳ hôm nay 20 tháng 3. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Trong trận đầu, Vương Thiên Nhất cầm quân đỏ đi và Lý Bác cầm quân đen đi hậu. Chứ 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 Chứ
吃。Đến đây không nhảy tượng thì sắc cục, mà nhảy tượng thì mất mã nữa. Lý Bác buông cờ nhận thua. Đây là một trong những nick của Vương Thiên Nhất ha. Lúc này Vương Thiên Nhất quýnh đổi nick liên tục mà. Trong một giờ thi đấu anh đổi cả chục cái nick, 5-7 cái nick vậy đó. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ hai của đại thụ cầm quân đỏ đi tiên. Lý Kiệt top 3 thiên thiên tượng kỳ hôm nay 20 tháng 3, quân đen.
吃。 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 将军，吃。 吃。 将军。
将军。 将军。 吃。 将军。 吃。 将军。 将军。 Đến đây mã hai đường chiếu sát cục, đỏ không thể đỡ được, đại thủ buông cờ, nhận thua. Đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, gặp lại các bạn trong những video sau.